gồng thì cái mình gồng đây thì ông mới uống lượng qua đây, thì nghĩa là như là hàng gồng mà kêu bằng gồng ẩn đó, gồng ẩn nghĩa là khúc có khúc không đó, có nghĩa là uống lượng qua đây ông mới chui lên cái đuôi lên tới chỗ trên này, ông che lại cái đầu như lạc lại à. Về cái thân cây á, để lấy chất dinh dưỡng từ ở dưới gốc này lên để nuôi cái phần ngọn ở trên này, thì ở cái phần giữa này đó là nó phải đủ lấy đủ chất thì nó nuôi cái phần ở trên nó mới sống được. Thì lúc mà anh khắc á thì anh có ước tính được là nó mình phải lấy bao nhiêu phần kể từ ở ngoài vỏ vô không? Có chứ, phải tính là mình lấy cái... Dạ, cô bác quý anh chị thì cô bác quý anh chị sẽ cùng theo anh Quốc ở đây giới thiệu một cái tác phẩm rất là độc đáo của mình. Ngoài cái vườn ở bên kia thì Bùi Hồ cùng với chú Phước cùng chiêm ngưỡng một cái gốc khế khoảng 70-80 năm thôi. Anh Quốc ở đây là một nghệ nhân nhưng mà năm nay thì anh chị mới có 46 tuổi thôi. Nhìn xa xa thì cô bác quý anh chị sẽ thấy được một cái tác phẩm màu vàng hiện lên ha chú ha, phủ ở phần thân cây ở dưới và cái phần màu xanh ở trên, xen lẫn những cái bông màu tím của cái cây khế. Và chúng ta thấy cái gốc khế và cái bán kính của cái gốc khế này đó nó cũng rất là lâu đời. Anh Quốc ơi, anh có thể chia sẻ cho em về cái cây khế này là mình được sưu tầm từ ở đâu anh Quốc? Cái cây khế này anh cũng mua từ ở trong vườn rộng ở dưới miệt Long Mỹ đi gì á. Dạ. Nó có gốc khế này chủ nhà là cây nó cũng được 70-80 năm rồi. Dạ. Nhưng mà nó có được 3 cái tược nè. Thì anh mới làm là ông Di Lạc cởi gồng cho một cái thân lớn nè. Nó đầu gồng nằm dưới này, chân gồng đây nó lòn. Lòn phủ cái đuôi lên tới trên đây. Dạ. Có cho mình lòn qua hay quá. Có mình lòn qua, còn hai bên này thì anh đục 2 ông tiểu đồng. Bên đây một tiểu đồng, đây một tiểu đồng. Đây tiểu đồng nữ. Tiểu đồng đây tiểu đồng nam. Thì bên ông tiểu đồng nam là nó có 2 chữ là cung hỷ. Còn bên tiểu đồng nữ là 2 chữ phát tài. Anh có thể giới thiệu hết ý nghĩa cho em về cái lúc mà anh lên cái ý tưởng cái gốc khế này không? Tại vì thường á cái gốc bộ ba này á, nếu mà mình đục á, mà đục một ông là cỡ gồng không á, thì mình bỏ 2 cây được bên đây mình không làm á, thì mình sẽ thấy nó xấu đi, tại vì nó còn nguyên một cái thân cây. Hình thể ra là mình phải cho một lần mình phải bố trí thêm 2 ông tiểu đồng đứng hai bên. Nhưng mà cho 2 ông tiểu đồng thì phải kèm thêm 4 cái chữ này: cung hỷ phát tài. Hai ông tiểu đồng đang đứng chúc phúc mà. Dạ. Ông đang đứng chúc phúc hai bên mà. Dạ. Thì đây chỉ là 2 chữ cung hỷ phát tài. À, cái ý tưởng này là anh tự nghĩ ra hay là anh có cùng tham khảo qua những cái tác phẩm khác anh? Không, những cái đồ này là mình làm mình tự mình nghĩ ra thôi, mình nhìn cái thân cây về cái thế cây rồi mình muốn đục cái gì trên đó mình nghĩ mình làm thôi, chứ mình không có cái tác phẩm nào mà nó giống trên một cái thân cây được như vậy. Đầu gồng, giò gồng thì cái mình gồng đây thì ông mới uống lượng qua đây, thì nghĩa là như là hàng gồng mà kêu bằng gồng ẩn đó, gồng ẩn nghĩa là khúc có khúc không đó, có nghĩa là uống lượng qua đây ông mới chui lên cái đuôi lên tới trên này, ông che lại cái đầu như lạc lại à. Ô ý nghĩa quá. Cái gốc khế này thì hiện nay là khoảng bao nhiêu năm anh ha? Cái gốc này thì bà kia bà nói cũng đâu có 70-80 năm, nhà của ba bà chồng gì đó rồi sao bà cất nhà cái bà mới bán cho mình. Dạ. Lúc mà anh mua cái gốc khế về anh mua khoảng cách đây khoảng bao lâu rồi? Gốc này anh mua về cũng được 2 năm rồi nè. Tự này làm cũng được 2 năm rồi đó. Dạ. Là lúc đó mình mua cái gốc khế này, khế thì nó về làm kiển thì nó cũng có giá trị rất là cao. Đúng thì rồi. Nó giá của anh Thành của nó cao không anh? Cái lúc gốc đó này hồi đó anh mua cái gốc không là anh mua 7 triệu. Cho nó bứng nó trở về nhà hết 3 triệu nữa là cái gốc này thành phẩm, chưa làm tượng lên là nó hết 10 triệu cái gốc khế này. Dạ. Cái gốc khế. Nè anh thấy không, bây giờ nè, những cái chỗ mình đục xong chỗ này có đầu nó liền ra lại nè. Chứ cái này. Ồ, dạ nó, đúng rồi, nó này liền đây. Ra lại nè. Thấy không? Dạ. Nó sống đầu nó ra nó liền ra lại nè. Nhưng nó bự chứ nào bự, cái tượng này vẫn y nguyên, cái tượng không có bự. Có nghĩa là lúc anh đục thì cái phần này nó không có nè, nó bị mất đi rồi. Mất đi rồi nè, bây giờ nó liền ra. Hiện nay nó liền ra ở cái phần này đi. Nhưng mà cái tượng cách đây 2 năm thì nó vẫn như thế này chứ không như thế này, không thay đổi. Dạ. Nếu như nó thay đổi thì nó sẽ tróc nước sơn đi rồi. Nó méo mó nó ấy đi hết rồi. Có khi bị nứt á. Dạ. Nứt hết giá trị á. Đây là cái ông Di Lạc, Phật Di Lạc đứng cầm cục vàng, ông đạp lên cái lưng con rồng. Đặt lưng con rồng đây cái giò nè.
gần gần ẩn, gần ẩn lòn xuống đây thì phủ cái mình ra đây, lòi cái đầu ra đây, đây cái giò này ngay nữa thì cái này ông mới chui ngược qua đây, ông đi cái đuôi lên đây lại, lên phất cái đuôi lại lên trên này lại che lại cái đầu như là. Tôi cảm giác cái chỗ này là anh Quốc, tức là tôi cảm giác là hình như đây như cái dòng suối vậy đó. Đây là dòng suối nó chảy qua nó ẩn qua rồng. Còn đây giống như cái vò đá của dòng suối, cái có mấy chú tiểu đồng đó. Đúng luôn rồi. Đây là nếu mà là sơn trắng lên đó là nó sẽ hình một dòng suối chảy. Quá hay. Anh Quốc ơi, anh có thể chia sẻ em như thế này nè, về cái thân cây á, để lấy chất dinh dưỡng từ ở dưới gốc này lên để nuôi cái phần ngọn ở trên này, thì ở cái phần giữa này đó là nó phải đủ, lấy đủ chất thì nó nuôi cái phần ở trên nó mới sống được. Thì lúc mà anh khắc á, thì anh có ước tính được là nó mình phải lấy bao nhiêu phần kể từ ở ngoài vỏ vô không? Có chứ, phải tính là mình lấy cái tỷ lệ, bây giờ mình phải lên mình tính cái bộ mà rễ nó nuôi cái thân nó nuôi lên cái tự trên này á. Dạ. Cái cây sống á, mình phải canh cái độ nước á, mình đo đồng ngọt coi nó rút được bao nhiêu sức sống của nó, thì mình mới tính được là mình lấy ở ngoài bao nhiêu, còn lại bao nhiêu kinh nó đủ cái dinh dưỡng nó cung cấp cho cái cây sống, cái cây nó không bị chết, phải tính được cái đó nữa. Ồ vậy là cái đó anh có phải nghiên cứu qua bên là sinh học? Đúng rồi, anh cái có phần phải... đó thì hồi đó mình cũng có đi học sơ lược qua. Đúng vậy là trước khi anh khắc trên cái thân cây khế này thì anh nghiên cứu đã cái độ nước trước, cái độ nước của nó là được bao nhiêu rồi. Dạ. Rồi mình mới đục hết là bao nhiêu rồi, nó còn mình cái rồi mình nó đủ cung cấp lên để mình nó sống trên cái tược này. Nó gây trái ra xum xê bông hoa nè, nó mới tàn hết đợt trái rồi đang ra bông lại nè. Mình nó tính trước được thì nó mới không ấy, chứ còn không tính trước còn nữa là. Vậy thì độ nước của cây khế này so với độ nước của những cái cây còn lại nó có khác nhau không anh? Nó cũng như nhau à, tại mình ăn thôi mình có cái độ rút thôi chứ mình phải xử lý cái bộ đế chân ở dưới này. Lúc đầu thì anh chia sẻ với em á, anh là trước đây thì anh đi bộ đội, thì sao mà anh lại nghĩ được cái độ nước đó là cực kỳ hay, không phải bình thường nghĩ ra cái độ nước hút cái của cái cây để dưỡng cái cây sống nó lâu không anh? Tại vì hồi đó mình cũng có học qua rồi, mình cũng có nghiên cứu đó rồi, mình cũng tính được cái phần đó, chứ mình chạy về mình trồng cây là trước khi mình làm và nghiên cứu mình thử, mình cắt bỏ một bên rễ đi, mình để là một bên rễ thôi, rồi mình đo cái độ sống cái bên mất rễ với bên còn rễ, cái độ nó rút được bao nhiêu thì mình sẽ tính ra cái đó liền. Thì lúc làm là mình tính mình đục bỏ cái thịt cà đèn bao nhiêu, vì bên kia nó còn vậy nó rút đủ nước. Nó đơn giản. Theo chia sẻ của anh Quốc thì cái việc mà khắc lên cây là nó phải, anh nói là khó 4-5 lần, nhưng mà em nghĩ là gấp phải 10 lần. Tại vì thứ nhất là khắc lên cây để cây nó, cái phần bị khắc nó không bị vết thương, nó không chết. Thứ hai là mình phải nghiên cứu là mình làm sao để cho cái tượng mình khắc lên được mà nó không thay đổi sau khi cây nó lớn. Đúng rồi. Và thứ ba là khi mình khắc làm sao sâu bao nhiêu phần thì nước ở dưới này, chất dinh dưỡng dưới này nó lấy lên trên đó là bao nhiêu nó nuôi thân nuôi trợ trên này được. Dạ. Thêm một cái điều á mà tôi nể anh luôn, nếu là tôi cầm cái cây đục mà tôi đục cái này để hắn là tưởng tôi sẽ không hồn rồi biết sao không? Tại vì mỗi nhát đục là tôi nhớ cái cây này là nó 10 triệu nha. 10 triệu bản. Thành ra cái tượng chắc có lẽ buồn chứ. Hiện nay thì sau khi mình khắc xong này là mình để mình chiêm ngưỡng hay là mình có ai hỏi chia sẻ bán gì anh có? Tại vì cũng trồng chơi vậy rồi, ai thích đẹp thì người ta chia thì mình vẫn chia người ta, nhưng mà mình bán thì cũng bán đủ cái tiền công, tiền đồ, tiền thuốc của mình trong đó thôi. Chứ không có, mình không phải là mình thét giá trên trời cái đó gì. Dạ, anh có thể chia sẻ em ví dụ như thế này, xong sản phẩm như thế này là cái gốc này nếu xong thì anh bán chỉ có 18 triệu thôi nè. Gốc này nè. Thì bán anh mua gốc kế anh trả về nhà vòng là hết 10 triệu rồi. Thì tiền công cán anh làm xong cái từ phần tượng này là cả với đó 6 triệu. 2 triệu tiền anh thuốc men anh xử lý các thứ là 18 triệu. Coi như anh bỏ công anh làm lời thôi chứ. Mình tại vì cái tác phẩm này nó mang cái tác phẩm cái nét tâm linh. Mình thử ra mình làm được thì mình bằng đủ cái công mình để lại cho anh em người ta chơi cho có cái tâm linh thôi, chứ không phải là mình bán bằng cái giá mà trên trời dưới đất. Nếu mà mình bán đi bằng cái giá trên trời đất thì người ta gọi là mua thần bán thần, nó không anh em. Hồi nãy giờ tôi thấy, tôi nhận ra một điều là tất cả những cái gương mặt mà trên tác phẩm của anh là rất hồn nhiên. Đúng là rất là an lạc luôn. Quá an lạc luôn. Nhìn cái niềm vui là toát ra một cái gì đó mà nó không còn vướng bận gì. Một cái nụ cười nó, mình nhìn vô là nó hiện được cái nụ cười liền. Đặc biệt là cái tượng lớn này thì nó sẽ dễ hơn so với những cái tượng đồng này. Chú thấy cái chi tiết rất là nhỏ ở trong cái phần này. Nó là để ý là từ cái nét môi nè,
cho tới cái nét của con mắt nè, nét dưới nè, đó, cái luôn cả hai cái bên là cũng phải tỉa một đường như lấy cái bính nè, à. Đó, những cái ngón tay, những cái vòng tay chắp nó phải có hết. Cái thêm cái khó bao áo, dạ, bao áo. Dụng cụ của anh làm đó nó còn va chạm với cái bên ngoài, chứ theo nó trống nó dễ rồi đó. Còn đúng này rồi. Còn giá đây là như mấy cái này va chạm là cái cán đục mà đưa vô đây nó bá tùm lum. Đúng rồi. Anh phải khổ công á. quá nghệ thuật luôn. Ngay cả cái những cái mái tóc này chú ha. Thấy tỉa hết. Cái này sau khi mà mình thổi lên á, thổi một cái lớp phủ vàng non lên như thế này á, thì nếu như mà mình thổi cái độ dày nó dày quá thì cái phần tóc này nó sẽ bít luôn. Bít đúng rồi. Thành thử ra là khi mình làm tượng xong là mình xử lý tượng cho ngon là mình đi một lớp này của nó. Đầu tiên á là mình tính nó chỉ cái độ 0.mấy gem thôi. Ừ. Xong rồi thổi cái lớp độ 2 nữa thì tổng hết chi tiết hết cho ba nước thì nó dày được tầm khoảng 1 ly. Trời ơi. Dữ vậy đó. Dạ. Yeah. Không phải là đơn giản đâu. Cô bán xin chú chị mọi người sẽ thấy được rằng là cái phần mà chi tiết mà nhỏ nhất để mà sơn lên, để mà sau khi mình thổi vào thì nó vẫn còn giữ được cái độ nét của nó. Quá kỳ công. Cái phần này thì anh khắc thời gian là thân cây này anh khắc được thời gian là bao lâu anh? Cái cây này anh khắc nên anh mới được 2 năm rồi nè. Lúc mà nhưng mà cái còn riêng dạ. Cái phần tượng này làm á, tại vì thì làm á là mình không làm một lần một được, mình làm vài ba ngày cái mình phải bỏ đó cái đầu đại nó đủ cái thời gian mình mới làm tiếp vài ba ngày nữa, thì nói chung mà làm đặt mà làm một tượng này không thì nó mất, nếu mà cái tượng này làm mất 1.5 tháng. Nhưng mà 1.5 tháng đó không phải là mình làm xuyên suốt 1.5 tháng. Anh nói đúng. Cái thời gian mà mình gưng để mình tư duy ra hay là do mình chờ đợi nó cái gì? Mình chờ đợi cái ngày như bây giờ, ví dụ em lên á, đầu tiên á thì em tạo chứ không phải chi lạc. Em tạo thành hết rồi không phải chi lạc em bỏ đó. Em bỏ đó cho cái chỗ này là bắt đầu nó nổi lông nổi lá, em làm cho nó chìm lông xuống hết cái đầu. Nó phần hết này em xử lý hết được cái tượng này xong. Thì bắt đầu em mới đi lên tới cái đuôi gồng trên này. Xong em mới chạy xuống tới khúc cái này. Đi dần dần dần. Nó có thêm một phần là mình chờ đợi để cho cái phần cây nó được khỏe lại không anh? Không, cây thì khỏe thì mình đã xử lý từ ban đầu rồi. Mình xử lý chỗ cái phần tượng nào rồi thì mình xử lý cho nó chết cái phần đó luôn, cho nó giữ tượng cho đó luôn. Chứ như là hoàn thiện một chỗ đó trước một cái. Dạ. Tại lúc mà mình làm bên kia nó không bị ảnh hưởng đá và động tới cái chỗ bên đây nữa nha. Cái này hỏi thêm anh, tức là những cái đường chỉ này á là tôi thấy thợ mộc người ta cũng dùng, có thể cái búa người ta cũng đục một cái đục để dãy cái này qua vào cái đồ nghề bên kia qua đây hết được không, hay là thì đâu vẫn là đồ nghề bên kia anh. Vậy à? Dạ. Dạ. Vẫn là đồ nghề, em đục cây chết em ra qua đây em làm hết. Dạ. Nhưng mà mình có những mình bén hơn. Dạ. Mình phải chịu khó mình mài liên tục, chứ có một số là mình phải chế cái lưỡi đục cho nó dài ra. Chẳng hạn vô mấy cái kẹt, vô mấy cái hốc này nè. Nó không có bị cánh cái đục của mình. Cũng như bây giờ như cái chân mài này đi. Cái chân mài này đâu có thể trông đục ra được mà chỉ là đục vậy thôi, có nhiều khi nó còn thịt ngang. Có những cái đục nó phải cong queo tùm lum hay gì đó. Cây thịt xui nó dễ, cây thịt ngang rất là khó. Thương con cái là thì mình cũng có tâm, mình đục ông nào cũng cười vui chứ. Ông cũng thấy cái hồn đó mà chính là từ anh thổi qua. Mong thì mọi người xem được cái thân tượng các vị Phật ở đây thì sẽ được hoan hỷ giống như là đó. Của anh Quốc chia sẻ. Quá đẹp luôn. Bây giờ thấy bức nào cũng có cái hồn ở trong nụ cười. Dạ. Yeah.